Mình năm nay 20 tuổi, người yêu mình là Phong 25 tuổi, trên là tuổi tác giữa bằng mình là 5 tuổi. Nhưng ban đầu có thể vì thấy anh chững chạc, công việc ổn định, nên mình nghĩ như vậy là ổn. Mình và anh yêu nhau được nửa năm rồi, quen qua một lần đi uống cà phê, rồi anh nhặt được thế sinh viên của mình và ban trả lại. Cả hai nói chuyện thấy hợp rồi tiến đến yêu đương. Người yêu mình nhiều mặt đều ổn, từ công việc, sự quan tâm, nhiệt tình hay tốt bụng thì có. Nhưng mình không hài lòng ở Phong chuyện trước hay so sánh mình với tình cũ đành tràng phong từng có mối tình mấy năm với chị tình cũ hơn tuổi nhưng đã chia tay rồi thì đâu nhất thiết suốt ngày nhắc đi nhắc lại mình bản thân ít tuổi hơn có thể coi là thuộc thế hệ Gen Z, bởi vậy nên suốt ngày phong nhìn thấy cái gì trên facebook nói về chuyện Gen Z nhỏ tuổi mà kiểu diềm hàng là đã tác mình vào chưa kể những chuyện nhắc đến này ngày càng liên quan đến người yêu cũ của anh khi thì anh bảo chị ta chín chắn lắm biết cách suy nghĩ chứ không mề nheo nhõng nhẽo như mình khi thì phong bảo đưa chị ấy đi gặp bạn bè, là anh không phải lo lắng nhiều, vì chị trưởng thành đối đáp bạn của anh cũng rất vui và thông